Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít Thái cập nhật ngày 26 tháng 8 2024. Giá mít hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Tại Tiền Giang mít nhất 48, mít nhì 28. Kem nhất 38, kem nhì 23. Kem 320, mít chợ 8.000. Khu vực Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 47, mít nhì 27. Kem nhất 37, kem nhì 22, kem 319, mít chợ 8.000. Ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 46, mít nhì 26. Kem nhất 36, kem nhì 21, kem 318, mít chợ từ 7 tới 8 ngàn. Khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh mít nhất 46, mít nhì 26. Kem nhất 36, kem nhì 21, kem 318, mít chợ từ 7 tới 8 ngàn. Ở Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 36, mít nhì 16, mít chợ 3 ngàn. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất là 37, mít nhì 17, mít chợ 3 ngàn. Ở Tây Nguyên mít nhất 35, mít nhì 16 và mít chợ 3 ngàn. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.